Xin chào cả nhà, lại ra vườn hái nữa nghe cả nhà. Cây đậu cần huyền thoại của mình. Giờ nãy giờ mình ra mình hái nhiêu đây, là mình nhớ sực ra thôi, quay video chơi cho vui luôn. Mời cả nhà đi hái đậu cần với mình nha. Được một gỗ luôn rồi nè. Hái tiếp nha cả nhà. Ồ quá, hai trái luôn nè nhà ơi. To không cả nhà, to không? Còn non èo nghe cả nhà. Quá nhiều quá, trái này còn hơi nhỏ, hái mấy trái to to nhà ơi, bữa giờ ăn không kịp rồi, nhiều quá ăn không hết. Bỏ vô cái giỏ, mình đang đãi cái giỏ trên tay mình nè, mình leo lên chơi mình hái. Quá, đây một trái nữa nè, hái nó nha. To quá, thích lắm cả nhà ơi. Hai trái. Mình leo lên cái ghế đó cả nhà. Tại vì cái vàng mình nó hơi cao á. Chỉ tới cái này nó trái thôi nè. Móc nó xuống. Đó. Thích thật cả nhà. Đậu gồng Sikula. Sakula. Bỏ vô giỏ. À, cả nhà thấy chưa cả nhà? Thích không cả nhà? Mình mê đậu gồng đỏ này lắm. Chờ trên đây, tú trên đây một trái nè, móc nó xuống đi để con nó già. Gồng đỏ này nó sai trái lắm đó cả nhà, tại vì mình chưa tới gồng đỏ này, nó chưa có tới lứa của nó nhiều trái đó nè. Đây trái nè cả nhà, cong cong quẹo quẹo đó, thấy không cả nhà? Trời ơi, ở trên đó đỏ chói luôn cả nhà ơi. Để em leo lên quay cho cả nhà xem. Đó, trên đây mấy trái đậu gồng đỏ quá trời luôn nè. Rồi mà xuống, cầm em xuống. Trời ơi, chừng gớt cái máy của chế. Ui, sợ gớt cái máy. Hai đẹp trái. Tính hái trên đó hết luôn, nhưng mà có mấy trái nó dài cả nhà ơi, to quá. Được một giỏ một mớ trái luôn. Đậu gầm đỏ bữa nay 15 gram mấy cả nhà, thấy cái nước không? Trên đậu gầm nó có nước nè. Một mớ đậu gầm đỏ. Một mớ đậu gầm màu xanh. Thích thêm cả nhà. Đậu gồng đỏ trái nó to hơn, đậu gồng xanh trái nó nhỏ hơn. Bữa nay ít trái lại bớt rồi, bữa nay còn thưa thưa trái à. Coi coi còn trái nào già nữa không, mình hái luôn để em hơi mất công bỏ sót á. Sót là này ha, trái nó cũng to nè, hái nó luôn. Không hái này nó già đó cả nhà, già ăn hết ngon rồi, non non á, ăn mới ngon. Trong đây còn non, tại vì của em quá nhiều rồi nên em không có hái hái phung phí nữa, nghĩa là hái trái non cả nhà. Bây giờ mình hái mấy trái già thôi. Trời ơi, đây là em trước mặt nữa nè. Trời mưa á, trái này còn non, tưởng nó già. Đẹp không cả nhà? Ở trên đó đó có mấy trái đó mà nó cao quá, mình không hái tới. Cái này là phải chờ chàng trợ giúp rồi, nó leo cũng leo nóc nhà luôn rồi. Thích cái nhà ha. Được. Được một gỗ đậu gồng đỏ và đậu gồng xanh. Thuê cả nhà này nữa nè. Đúng không? Đậu gồng đỏ mình trồng là cây tí ti nè. Nó lên là có bông mình thấy không? Bông nhóc luôn nè. Mới trồng tầm 1 tháng mà nó phát lên vậy đó cả nhà. Và khoe với nhà là cái này là cây bí nhà mình nè. Rất là tốt luôn á. Mình thích trồng bí á, nhưng mà hình như là rất ít ăn. Bí này là bí thiên nga cả nhà. Mới sau này nó ra cả nhà xem nha. Mình đã ngắt đọt rồi nè, từ cái gốc lên
nó lên tới trên đây mình nó ngắt cái... hái dâu tầm ăn cả nhà ơi. Dạ, thấy nó có mấy trái nè, mình hái mình ăn ha. Mấy trái nè cả nhà, thích không cả nhà, ăn ha, ăn thử ha, coi nó làm sao ha. Ăn nha cả nhà. Nó dính cái gì hả? Cái củ. Trời mưa nên nó hơi, hồi bữa không mưa nó sẽ ngọt hơn. Bữa nay mưa nên nó ít ngọt hơn. Nhưng mà nó không có hậu chua nha cả nhà. Như vậy là nó không có hậu chua nè. Ngon quá. Nó càng lớn trái càng bự nha cả nhà. Hồi trước mình trồng mới tháng đầu ở ra trái á. Tầm lúc đầu mình trồng một tháng á, trái tầm bé lớn này thôi nè. Trái này nó bị có con gầy mình không ăn. Rồi sau này á, cái này mình trồng được 2 tháng rồi. Trái nó to hẳn ra. Mấy cây này nó còn nhỏ nè. Có cây phát triển sớm, mấy cây phát triển trễ, cây này phát triển chậm nè, hơn người ta. Mấy cây này phát triển nhanh nên trái nó to hơn. Trái này trái nó nhỏ. Cái này chua chua. Chua mà chua dịu, nó không phải chua đến nỗi. Hái nè cả nhà. Thổi mấy con kiến. Chua chua. Cái dâu tầm ăn của mình trồng tất cả là cũng được 2 tháng đó cả nhà. Màu có ăn lắm, cả nhà trồng đi cả nhà. Ở Việt Nam thì quá dễ trồng rồi. Cái dâu tầm ăn này mình quá quen thuộc với Việt Nam. Còn ở nước ngoài không biết trồng được không á cả nhà. Cho cả nhà xem nè. Mình ngắt cái đọt nó nè. Cái đọt nó bị ngắt rồi nè cả nhà. Nè. Trời ơi. Nó treo khuất bên này nè. Nè cái đó mình ngắt cái đọt rồi đó. Tầm 12 đến 15 lá là em ngắt đọt. Ở đây cũng vậy nè cả nhà. Mình cũng ngắt đọt luôn rồi nè cả nhà. Ha, cho nó leo lên. Và cái cây này cũng tương tự luôn. Mình cũng ngắt đọt luôn rồi nè cả nhà. Đó. Rồi nó phóng ra nảnh con nè. 1, 2 nè. Thấy không? 3 nè. Đó. Ở đây mình trồng 3 cây. Và mình sắp tới sẽ ngắt đọt. Nó ra bông này cả nhà. Ơi, thích quá đi. Bữa nay mới thấy. Và sáng ra chưa thấy. Giờ mới thấy nè cả nhà ơi. Vậy là tới có trái là tới lúc mà cái chỗ nào có trái là mình ngắt đọt bỏ cho cái trái đó luôn, cho nuôi cái trái và thêm nhiều đọt nữa, thêm nhiều trái nữa. Nhà xem cây tạo gặp cây cho mình nè. Sắp tới là có bầu ăn, còn đậu rồng thì thôi, mình nhiều lắm rồi. Bông đậu rồng màu đỏ, nó màu tím nè, về ngoài màu đỏ nè, cọng dây nó cũng màu đỏ luôn cả nhà. Lá của nó to hơn những cái đậu rồng khác. Ok, thu hoạch được như đây cả nhà ơi. Ok cả nhà, tính đi ra lượm chanh tiếp nè cả nhà. Mình đi qua bên đây đang lượm một mớ chanh. Hồi sáng em cũng lượm một ít rồi, bây giờ không biết em có rụng nữa không. Đây 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 nè, thấy em cả nhà, nó rụng nè. Một trái. Ăn thử trái chanh treo rừng nha cả nhà xem nha. Mình cắt nó kìa. Cái vỏ chanh nó cứng lắm cả nhà. Cắt nó kìa. Ruột nó cũng dày dặn quá nè, thấy không cả nhà. Thật sự cái chanh của mình nó không giống như chanh Việt Nam, tại vì mình không phải trồng chanh Việt Nam. Nhưng mà cái này nó bị lai rồi. Tại vì á nó lấy cái chân Việt Nam. Rồi nó ghép vô Colombia. Mà cái nhánh dưới chanh Việt Nam nó mọc ra nên á nó bị lai hai cái. Thì ra cái vị là chua chua ngọt ngọt. Chua là tầm
4 ngọ tầm 6 thì cái nhà em ăn, anh nút đường thì cái nhà hỉ hả? Trời ơi, nút nhiều quá nó chua. Dưa dừa được, nhiều quá chua cả nhà. Đậu nón lá. Tại qua đây. Trời hơi cửa trưa đó cả nhà. 1 2 giờ đó. Nhưng mà trời em u nên có nắng nhẹ. 15 gram. Giống như Đà Lạt vậy cả nhà. Tắt nó ra. Trên của mình không có chua nhiều. Mốt có loại ngọt á, mình ăn cho cả nhà xem nha. Nó mà chua nhiều được không dòng ăn được đâu. Ok. Trời ơi, mới trồng cây của ta cái gì đang xì. Được một mớ. Thích không cả nhà? Trời ơi, công sức của mình trồng đó. Một năm nay mới được như vậy đó nghe cả nhà. Bye bye cả nhà. Nếu cả nhà thích kênh của em thì cả nhà bấm đăng ký, like, chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.